bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Quyết định khó tin nhất lịch sử Sony: không bán cảm biến camera nữa mà chuyển sang thu phí định kỳ với người dùng smartphone. Nhìn rộng hơn, đây cũng là xu hướng kinh doanh mới mà Sony cũng như rất nhiều ông lớn công nghệ khác sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai gần. Ngày nay, hình thức đăng ký trả phí định kỳ theo tháng hoặc năm để sử dụng dịch vụ đã trở nên cực kỳ phổ biến trong nhiều lĩnh vực, từ giải trí cho đến cả công nghệ. Nếu là một người đã và đang đầu tư cho nhà thông minh, smart home, đặc biệt là với hệ thống camera, có lẽ bạn sẽ không còn xa lạ với hình thức này nữa. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm trở lại đây, dường như các công ty lớn lại xem nó như một chiến lược kinh doanh mới của mình và áp dụng cho hàng loạt công cụ dịch vụ mà họ cung cấp để kinh doanh. Sony là cái tên mới nhất của làng công nghệ gia nhập vào trào lưu này. Theo Reuters cho biết, bên cạnh việc kinh doanh các thiết bị điện tử vốn đã gắn liền với tên tuổi của hãng như là TV hay máy chơi game PlayStation, Sony còn chuẩn bị ra mắt dịch vụ trả phí dành cho mặt hàng cảm biến hình ảnh. Cái quái gì vậy? Ai mà thèm quan tâm đến mấy cái cảm biến đó chứ? Đấy có lẽ là suy nghĩ của rất nhiều người trước thông tin khá bất ngờ này. Sony đã công bố hai loại cảm biến hình ảnh mới được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Họ cho biết chúng sẽ giúp cho người dùng sở hữu những cụm camera AI nhanh hơn, nhạy hơn, riêng tư hơn và quan trọng nhất là rẻ hơn, bởi quá trình xử lý dữ liệu trên đám mây đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bạn vẫn cần một loại hệ thống chuyên biệt để phân tích những dữ liệu đó. Và đây chính là cơ sở để Sony tung ra chiến lược mới của mình. Họ sẽ bán dịch vụ đăng ký phần mềm hoặc thu tiền bản quyền cảm biến, qua đó tạo ra một kênh doanh thu hoàn toàn mới. Nói tóm lại là người dùng sẽ phải đóng tiền để thuê phần mềm này lấy chỗ xử lý hình ảnh mà họ quay chụp được bằng cảm biến của Sony. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, giám đốc Hideki Somemiya cho biết nước đi này của Sony sẽ giúp mở rộng quy mô thị trường cảm biến hơn nữa về mặt giá trị. Điều này đồng nghĩa với việc Sony đang nhìn nhận nguồn tiền thu được từ các dịch vụ trả phí định kỳ sẽ ổn định hơn so với việc bay nổi ba chim với doanh thu bán phần cứng và thiết bị. Công bằng mà nói, có lẽ sẽ phải mất cả một thời gian rất dài nữa thì dịch vụ trả phí mới của Sony mới có thể đi vào hoạt động ổn định, đủ sức để thu hút người tiêu dùng phải mở hầu bao. Nhóm đối tượng đầu tiên mà gã khổng lồ ngành điện tử này hướng đến nhiều khả năng sẽ là các công ty tập đoàn lớn thông qua những loại thiết bị ghi hình như là camera an ninh và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Ví dụ mà Hideki đưa ra chính là việc những đoạn video giám sát này sau đó sẽ được xử lý bằng phần mềm của Sony để đảm bảo đội ngũ nhân viên luôn đeo khẩu trang và các đồ dùng cần thiết khi đi làm văn phòng giữa mùa dịch. Nếu thành công, loại hình dịch vụ này sẽ được áp dụng cho cả smartphone, tablet hay bất cứ thiết bị nào có camera khác. Sony cũng không phải là thương hiệu duy nhất theo đuổi chiến lược kinh doanh mới này. Tháng 10 năm 2019, Sonos đã âm thầm ra mắt dịch vụ trả phí định kỳ Flex tại Hà Lan, cho phép một số hộ gia đình thuê hệ thống loa đắt đỏ của hãng. Hồi cuối tháng 5 2020, nhà sản xuất họp cho smartphone Wink cũng đột ngột thông báo với khách hàng họ sẽ chuyển sang hình thức trả phí định kỳ bắt buộc $5 trên tháng và đương nhiên là bị ném đá không thương tiếc. Vài tuần sau đó, ứng dụng đạp xe Strava cũng bắt đầu tính phí với một số tính năng của mình sau khi bắt đầu trở nên nổi tiếng. Nói đâu xa, ngay cả Apple, vốn phụ thuộc vào doanh thu phần cứng cũng đã bắt đầu lấn sân sang mạng dịch vụ trả phí. Đó là lý do vì sao họ đã tổ chức hẳn một sự kiện hồi tháng 3 2020 chỉ nhằm để giới thiệu một loạt các dịch vụ mới áp dụng hình thức này: Apple News, Apple Card, Apple Arcade, Apple TV. Microsoft thì lại sở hữu gói All Access cho các máy console Xbox và các dòng sản phẩm Surface. Google cũng không đứng ngoài cuộc chơi với Stadia Pro, YouTube Music và Play Google Pass. Walmart thì cũng đang dục dịch triển khai kế hoạch về một dịch vụ trả phí định kỳ nhằm cạnh tranh với Amazon Prime. Các thương hiệu lớn cứ liên tục tung ra những gói đăng ký hấp dẫn cho hàng loạt sản phẩm của mình với mức giá tương đối dễ chịu. Nhưng điều này chỉ đúng trong trường hợp bạn sử dụng rất ít dịch vụ của họ. Hãy thử tưởng tượng nhé, nếu như tất cả các thiết bị, dịch vụ đều áp dụng hình thức này thì số tiền mỗi tháng mà bạn phải chi ra sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng đáng buồn thay, đây lại chính là xu hướng kinh doanh mới và nó sẽ còn tiếp tục lên ngôi trong thời gian tới, khi mà doanh thu phần cứng đã không còn đủ sức để làm hài lòng các ông lớn nữa. Hiện tại, người tiêu dùng vẫn có thể tạm thời gắn bó với hình thức mua đứt, chỉ cần trả phí một lần là bạn đã toàn quyền sở hữu một thiết bị hay một loại hình giải trí nào đó. Thế nhưng, hình thức này đã có phần lỗi thời và đang dần suy thoái, trong khi đăng ký trả phí định kỳ lại mang đến khá nhiều sự tiện lợi và lợi ích về mặt kinh tế. Các chuyên gia cũng nhận định rằng ngay cả việc sử dụng kết hợp giữa hai phương án này cũng không thể phát triển được nữa và đang dần biến mất.
Nói đi nói lại, sẽ có không ít khách hàng tỏ ra khó chịu với loại hình đăng ký trả phí định kỳ. Tốn kém thì đã đành, nhưng mà điều quan trọng hơn là họ mất đi sự tự do đối với sản phẩm mà họ đã bỏ tiền ra để sở hữu. Khi bạn mua đứt một chiếc điện thoại, một gia máy tính hay một chiếc TV, bạn có thể tùy ý sử dụng nó, muốn như thế nào cũng được. Và nếu lỡ nó có hỏng thì cũng không ai có thể làm gì được bạn. Thế nhưng, một khi đã đăng ký trả phí hàng tháng thì bạn sẽ buộc phải tuân theo rất nhiều luật phức tạp khác, dù bạn có muốn hay là không. Lúc này, bạn sẽ chỉ sở hữu dịch vụ, thiết bị trong một thời gian giới hạn mà thôi, và nó cũng không hoàn toàn thuộc về bạn. Nếu như gây hỏng hóc hay là tổn thất thì chắc chắn là bạn sẽ phải bỏ tiền ra để đền bù thiệt hại. Cuối cùng thì hình thức này sẽ khiến cho cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phía các công ty sản xuất chứ không phải là người tiêu dùng. Và đó là một tương lai mà không phải ai cũng sẵn lòng hoàn ngành đón nhận. Gizmodo, DG, trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.